Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Số 2 và cái cục này tượng trưng cho y bằng 2 và y bằng x bình phương trừ 3x cộng 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giao điểm của hai cái cục này. Thì chúng ta để số 2 qua đây thì 2 trừ 2 là số 0. Giải phương trình này ra, chúng ta sẽ có hai nghiệm. X bằng 0 và X bằng 3. Bây giờ chúng ta vẽ cái hình ra cho dễ nhìn. Bây giờ chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta có đường y bằng 2 nè. Và đường tiếp theo chính là x bình trừ 3x cộng 2. Thì cái đường nó sẽ đi như thế này. Chúng ta biết đây là vị trí số 1, số 2. Vị trí này số 3. Vị trí này là số 0. Để nói rằng có chữ mát là lớn nhất có nghĩa là sao? Nghĩa là giữa cái từ số 0 cho đến số 4 này cái đường nào cao nhất thì cái đường đó là cái cục tích phân của phương trình đó. Ví dụ từ số 0 cho đến số 3 thì chúng ta thấy rõ cái đường y bằng 2 này nè, nó cao hơn cái đường này. Như vậy chúng ta sẽ có tích phân từ 0 cho đến 3 chính là số 2. Từ số 3 cho đến số 4 thì bên đây chúng ta thấy rõ cái đường này nó cao hơn cái đường này. Như vậy mình sẽ lấy cái đường này và sau đó chúng ta tính tích phân hồi. Nguyên hàm của dx chúng ta có chữ x. Có cận từ 0 cho đến 3. Bên đây là x mũ 3 chia cho 3. Cục này là x bình phương chia cho 2. Còn này là 2x. Chúng ta có cận từ 3 cho đến 4. Bây giờ chúng ta thế số tất cả vào. Thì chúng ta bấm máy ra thì chúng ta biết cục này á thì chúng ta ra số 6. Còn cục bên đây là 23 chia cho 6. Mình cộng hai cái số này lại thì chúng ta sẽ ra là 59 chia cho 6. Và đây là số tối giản nhất rồi. Đề chỉ tính là a bình phương cộng b bình phương. Bấm máy ra là 3517. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.